Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách cài đặt driver cho dòng Acer D725. Thì dòng này đó đã cài win lần đầu XP. Các bạn xem này, dòng. Đấy, dòng Emerge, dòng D725 series. Mở máy lên và chúng ta sẽ tiến hành test máy như sau. Thì các bạn sẽ hướng tới cái driver full. Đây là nó chưa có driver, nó chưa thể nhận driver cài hình này. 1024x768. Đây là màn hình của nó. Cách thứ hai nữa các bạn, mình hướng dẫn với dòng này và cũng là tất cả các dòng máy tính thôi. Thì thường ấy, dòng máy tính ấy thì nó sẽ có một laptop, nó nếu mà một số laptop cứng đầu ấy thì như Sony hoặc là một số dòng cao cao nữa, nó sẽ không thể nhận được driver. Thì các bạn cần phải cài driver hãng hoặc là các bạn có thể cài driver full. Các bản full kia nó rơi tầm 90GB gì ấy, được sử dụng cho tất cả các dòng laptop. Nhưng mà cái driver full này của mình chỉ là 700 đến 1GB thôi, nó sử dụng cho một số dòng laptop cơ bản thôi và một số chủ yếu là dùng máy tính PC. Đây này, driver nó Acer, phần Acer device, các bạn search ở đây nó chưa có hiện driver hết các bạn ạ. Thì video VGA gì nó xuất ra ở bên ngoài này thì nó sẽ không có, ví dụ cổng ở bên này nó VGA ở bên này nó sẽ có máy chiếu ở đây các bạn. Cổng ở đây nó máy chiếu xuất ở đây là nó sẽ không nhìn thấy, hiểu chưa? VGA ở máy chiếu, nếu mà các bạn không cài driver ở đây nó sẽ không hiện ở đây. Và đây là cổng RAN, có big LAN, cổng USB 2.0, 2.0 thì nó đa số nó vừa dùng được ở tất cả các dòng laptop mà. Nhưng mà nếu mà dòng 3.0 ấy thì các bạn cần phải cài driver theo hãng của nó thì nó mới nhận cái cổng 3.0, nhưng mà cổng 2.0 này không cần cài nó vẫn cứ nhận các bạn ạ. Nhấn Enter. Bất điện ngột các bạn. Đây này, nó sẽ cài driver thì thì ở đây là mục lúc nãy mình đã nói này, bây giờ mình sẽ vào tiến hành cả để tiến hành setup và cài này. Đây này, nó đang nhận video card VGA. Cái card VGA nó xuất ra máy chiếu này, các bạn phải chú ý này, khi cắm máy chiếu vào thì các bạn nó một là nó sẽ tự động nhận diện ra máy chiếu, còn nếu mà không thì các bạn chọn nháy chuột phải, chọn Luquity, chọn vào setting này. Vào setting này nó sẽ có một hai cái màn hình ở đây thì các bạn chọn một cái được. Ở đây nó sẽ có một hai màn hình ấy, nó ở đây thì các bạn có thể chọn ở đây luôn.
thì nó sẽ tự động xuất ra máy chiếu. Nếu mà cận Windows 7 cũng gọi là Property, xong vào cái phần này này cắm mà nó sẽ có hai chiếc máy chiếu này. Windows XP này các bạn nhé, chuột phải về đây này, chọn Extract Tool này. Nếu mà một số dòng laptop mà nó cài không được ấy, thì các bạn chú ý cho mình là lên trang chủ của hãng nhé, để cài cho nó chuẩn nhé. Còn nếu mà cài nhanh ấy, thì các bạn cài theo kiểu này là ok. Cái này nhiều driver này nó rất khó các bạn ạ. Nó không phải có nhiều có một cách này cài đâu, nó còn nhiều cách cài nữa. Và mỗi một dòng nó sẽ có một số lỗi riêng mà nó không fix được, kể cả cái driver của hãng nữa. Nó nhiều lắm, nhiều cái khó lắm các bạn. Đây này, các bạn tích hết này, tích hết mục này này. Rồi, mở cửa sổ sổ ga bấm vào đây này, sau đó bỏ tích ở phần U web, có nghĩa là không để trỏ cái không trỏ không sử dụng cái web website navigation gì ấy, thì nó sẽ không để mặc định, để cho nó mặc định cái web search ấy, trang chủ vào cái trình duyệt web IE của mình. Start home control new này, nên là nó giờ software into một số bản phần mềm mà không thể cài đặt được, có nghĩa là không thể cài đặt được trên cái bản Windows. Các bạn cứ nhấn Ctrl New thì tiếp tục. Các bạn nghe xem cái suộc này, suộc ở đây nó sắp cài xong rồi. Đây này, bên này, này. Đấy, nó cứ nháy nháy như thế này ấy. Các bạn chờ nó. Thank you.
Control new này, continue này, continue tiếp. Windows confirm yet. Đây này, và nó cài phần một phần nữa là phần network một cái xong à. Con Linux 3290, con là con Bluetooth. Nó đã cài xong rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cài driver con wifi. Các bạn bật các phần mềm 3D net lên. Các bạn tích vào đây, Qualcomm. Các bạn chọn next. Là con driver wifi nó sẽ nhận diện được. Ở bên này nó có đây, wifi đây. Chọn next. Giải nén ra này. Ok này, bây giờ mình sẽ cài một cái phần mềm để đọc cái phong mềm đi một cái, xong mình sẽ khởi động lại này. Ok này, bây giờ mình sẽ khởi động lại xem nó có nhận diện được không. Loa nó đã nhận diện được thành công. Nó có 3 mục là mục cạc hình này, mục wifi và mục đấy nó chưa nhận được. Thì bây giờ mình sẽ rút ra, mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách mình sẽ bắn một cái phần mềm full của mình vào để tiến hành setup cho cái bảng the level.
Tiếp tục các bạn này. Các bạn muốn cài được các bản driver full này. Đây này, đây này này. Đây này bản driver full này. Đấy, nó là file RAR, file RAR, các bạn phải giải nén ra Uchak to here. Đây. Nhưng mà lâu quá, mình sẽ không cài cái Uchak cái kiểu này. Mình sẽ cài cái kiểu này này. Mình sẽ cài một cái chương trình để tiến hành bùn cái file ISO. Next, next, next. Các bạn enter code vào. Đây này, enter code, paste cái code đấy trên này, này. Chọn OK. Sau đó các bạn sẽ thấy cái mục này. Đây này, Dalalo Full 11GB này. Nháy chuột phải chọn nó sẽ có channel. Channel ISO, Ultra ISO. Thì nếu mà các bạn ở Ultra ISO nó là ở cái phần này đấy. Đây này, nó là ở phần này này. Không thì các bạn vào cái CD drive đây là wow này, còn mount này. Mà đến cái ổ chứa cái firmware là ISO ấy. Cái này không chỉ việc có cái phần mềm này nó mới chơi được, nó chơi được tất các bạn ạ. À. Đấy, driver full, đây, chọn open. Vào đây, đây này. Đây nó đã đổi thành DRP này. Các bạn nháy vào, nó sẽ tự động chạy luôn, nó sẽ tự động chạy luôn. Nếu không các bạn muốn xem thư mục các bạn vào open này, nhé chứ phải chọn vào cái này này. Nó sẽ tự động chạy. Đây nó tự động chạy luôn. Nó sẽ loát tất cả các driver còn thiếu ở trong máy. Đây là phần mềm rất tiện ích, mình sẽ để ở dưới cái video. Dưới cái video nhé. Đấy. Không thì các bạn ở đây thì các bạn có thể tìm ở đây, nó thiếu cả hình cả tiếng gì ấy, nó phức tạp lắm. Đây là các bạn nhấn update này. Mình chỉ nhấn update driver này.
Đây, nó đã cài full ở đây các bạn. Các bạn thấy chưa? Đây là đạc driver wifi USB card. Nó sẽ tiến hành cài driver và cài đặt webcam. Webcam nó sẽ ở mục này này, chú ý này. Đây này. Đây này. Video. Bởi vì cái Windows XP nó sẽ tích hợp webcam ở phần phần thư mục mà Explorer My Computer luôn. Các bạn vào khăm My Computer thì sẽ thấy cái mục webcam ở đây luôn. Đây, bạn thấy chưa? Đây, mình sẽ search webcam ở đây luôn. Đây, mình đang ở đây. Thì nó sẽ hiện webcam ngay ở đây. Thì các bạn chú ý là cái webcam ở đây thì mình có thể cài user link cam gì ấy, ở phần mềm Cyberlink Ucam là phần mềm tích hợp của phần hãng Cyberlink, là phần mềm của camera. Đây là cũng của rất nhiều người đang sử dụng cái phần mềm này, rất rất uy tín nhá. Ok này. Tiến hành cài xong thì các bạn nhớ là restart lại máy để xem nó có cài đặt, nó có tương thích không. Thì đây nó đã cài đặt xong cái driver ở đây hết rồi các bạn. Nếu mà đây driver cạc hình, cạc tiếng, cạc gì nó cài đặt ở đây nó full hết rồi nha. Đây các bạn, mình thử kết nối driver, mình thử kết nối mạng xem có pass, xem có được không nha. Không được. Rồi. Connect này. Ok này, nó đã kết nối thành công. Xin lỗi các bạn. Đây nó kết nối này, PlayWatt là xin chờ, PlayWatt nó đang connect, nó đang kết nối tới tên thiết bị là cường đông computer DRT network whiting. Có nghĩa là các bạn chờ một tí, nó đang kết nối, xem nó kết nối được không, bởi vì nó có path. Các bạn có thể restart lại ngay hoặc là các bạn có thể cancel. Không biết tại sao nó không thể kết nối, còn cái path nó không có mật khẩu thì sao? Mình xem nó có thể kết nối lại được không. Ừ.